Thưa quý vị và các bạn, lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng sai mục đích, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không xin phép, không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Đó là thực trạng đang xảy ra ở hầu hết các xã, phường, thị trấn ở tỉnh Vĩnh Phúc. Những vi phạm này diễn ra trong một thời gian dài, không được xử lý dứt điểm ngay từ khi mới manh nha, bắt đầu, đã tạo thành làn sóng vi phạm pháp luật về đất đai. Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã phải tốn rất nhiều công sức, chi phí cho việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Khu vực này là đất ruộng chuyên canh trồng lúa của người dân xã Tề Lỗ và xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, nơi này đã biến thành bãi tập kết phương tiện xe cơ giới đã qua sử dụng, thậm chí có chỗ còn được xây dựng công trình nhà xưởng rộng lên đến hàng trăm mét vuông. Dưới nhiều hình thức khác nhau, tình trạng vi phạm đất nông nghiệp đang diễn ra ở nhiều nơi, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Trung Nguyên không xa, sát với tuyến đường quốc lộ 2C. Thế nhưng, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, vi phạm nghiêm trọng đất nông nghiệp lại diễn ra khá phổ biến. Ban đầu chỉ một hộ, sau lan rộng lên đến hàng chục hộ như thế này. Điều đáng nói là các trường hợp vi phạm đất nông nghiệp ở khu vực này không phải chủ hộ đứng tên trên diện tích phần đất ruộng của mình. Lợi ích từ việc chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên một bộ phận người dân bất chấp các quy định pháp luật về đất đai để thực hiện hành vi vi phạm. Các hộ gia đình cá nhân là kinh doanh loại hình là toàn bộ là những máy móc cũ đem về để xử lý và bán cho toàn bộ các người dân có nhu cầu trên cả nước. Chính vì vậy mà cái nhu cầu của người dân là cần mặt bằng là rất là lớn. Vì vậy mà cái việc mà người dân không có mặt bằng thì là quay ra là sử dụng cái đất nông nghiệp là trái mục đích khi chưa được phép của cơ quan nhà nước. Xây dựng trái phép nếu không ngăn chặn ngay từ khi manh nha bắt đầu sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự ở địa phương, mà còn để lại nhiều hệ lụy gây tốn kém ngân sách nhà nước, vì địa phương sẽ phải huy động nhân lực, vật lực để cưỡng chế giải tỏa công trình vi phạm sau này. Lực lượng con người chúng tôi huy động để đảm bảo cho một cuộc cưỡng chế thì từ 30 người đến 40 người, đấy là lực lượng của xã. Ngoài ra còn có lực lượng của công an xã, công an huyện hỗ trợ. Còn về kinh phí thì xây dựng trong quá trình thực hiện cho các đối tượng vi phạm thì mỗi một cuộc thì kinh phí rất lớn để phục vụ cho cái việc mà thuê các đơn vị thực hiện cái hợp đồng mà tháo dỡ các công trình vi phạm và vận chuyển các máy móc lớn ra khỏi vị trí vi phạm. Không chỉ khu vực đất nông nghiệp có giá trị cao, ngay như khu vực này vốn dĩ thuộc đất rừng sản xuất. Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 10 của Luật Đất đai năm 2013, mục đích sử dụng đất rừng sản xuất chủ yếu là sản xuất, kinh doanh gỗ, các lâm sản, đặc sản rừng, động vật rừng và kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái. Vậy nhưng, tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có khá nhiều trường hợp xây dựng nhà ở kiên cố trên diện tích đất rừng sản xuất. Qua rà soát năm 2019, thì chúng tôi cũng đã tổng hợp rà soát phát hiện ra là hơn 100 hộ là xây nhà ở và xây dựng chuồng trại trên đất rừng sản xuất. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp để triển khai thi hành Luật Đất đai. Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai như đề án phòng ngừa ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Kế hoạch số 54 ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm trong việc lấn đất, chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Tỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố mỗi năm xử lý từ 15 đến 20% số vụ việc tồn đọng, vi phạm đất đai và yêu cầu xử lý dứt điểm các trường hợp mới phát sinh. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2024 phải xử lý xong số vụ việc vi phạm về đất đai. Quan điểm của Ủy ban tỉnh là dứt khoát không để những cái vi phạm mới phát sinh.
những vi phạm phát sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thì tỉnh kiên quyết xử lý, không có trường hợp nào được vận dụng các quy định pháp luật để hợp thức. Thực tế cho thấy, từ năm 2019 trở lại đây, công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến xã, với quan điểm nhất quán, kiên trì, kiên quyết, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân người đứng đầu địa phương. Các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, ra quyết định xử phạt hàng trăm vụ việc vi phạm. Trong đó, có trường hợp bị khởi tố hình sự do vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai. Cho đến nay, Vĩnh Phúc đã xử lý trên 90% số trường hợp vi phạm đất đai, là một trong những tỉnh thành dẫn đầu cả nước về xử lý số vụ vi phạm về đất đai. Không lùi bước trước những khó khăn, để quyết liệt hơn nữa, giải quyết dứt điểm vi phạm về đất đai, ngày 1 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 12 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các chủ trương lãnh đạo của tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác xử lý vi phạm về đất đai đã được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra đến về cái việc xử lý vi phạm đất đai ở tại các địa phương. Và đặc biệt là cũng xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm và yêu cầu các cái lãnh đạo địa phương cam kết không để diễn ra những vi phạm mới và tập trung xử lý các cái vi phạm cũ theo chỉ thị và kế hoạch. Với tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có trường hợp được hợp thức hóa các hành vi vi phạm về đất đai. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền kiên trì tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm, cam kết không tái vi phạm. Sau khi được các cấp các ngành tuyên truyền và cho xem cái bản đồ thì chúng tôi cũng thấy là các cái công trình của chúng tôi là nằm bên ngoài ranh giới. Thì chúng tôi cũng đã nhận thức được các cái vấn đề mà gia đình là không được phép xây dựng trên cái phần đất ngoài ranh giới sổ đỏ của mình. Và chính vì vậy chúng tôi đã có cái đơn thư gửi các cơ quan chức năng cho phép là gia đình chúng tôi tự nguyện là khắc phục hậu quả bằng cách là tự nguyện tháo dỡ di rời đến cái phần đất mà nhà nước cho phép. Trang trại là đúng là diện thích coi về đất nông nghiệp. Thế nhưng mà cái trang trại chăn nuôi là trước kia là phải xã cho chúng tôi thay đổi cái cơ cấu chúng tôi chăn nuôi. Thế nhưng bây giờ là trên con mẹ bảo chúng tôi tháo dỡ là chúng tôi coi cũng là tự nguyện tháo dỡ, chứ không chống đối cái gì cả. Các hộ gia đình ở đây thì coi mẹ người ta cũng chấp hành tất cả như chúng tôi thôi. Sự quyết liệt trong cuộc đấu tranh với vi phạm liên quan đến đất đai của Vĩnh Phúc đã ngăn chặn hiệu quả làn sóng vi phạm đất đai trên địa bàn tỉnh. Thông qua các cuộc xử lý vi phạm, cưỡng chế, phá dỡ các công trình trái phép, thu hồi đất sử dụng sai mục đích, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác quản lý sử dụng đất đai được cải thiện đáng kể. Công tác quản lý đất đai từng bước đi đúng quỹ đạo pháp luật, bảo đảm sự công bằng trong việc sử dụng nguồn tài nguyên có giá trị này.